mỗi một mùa Phật đản về đó, chúng ta lại tự nhắc nhở bản thân. Có thể là một niềm vui lớn, có thể là một cái ngày trọng đại, tại vì có một vị Phật chánh đẳng giác ra đời, nó hoan hỷ lắm, nó vui mừng lắm. Nhưng mà với một người mà tu sâu, nhìn kỹ vào cái tự thân mình đó, mình sẽ có một số cái, một là ân hận, hai là tiếc nuối, ba là nó có những cái nỗi buồn. Vì sao? Vì sao có ngày vui mà chúng ta có nỗi buồn? Đây, tức là chúng ta cách Đức Phật, Phật lịch năm nay là 68 năm. Chúng ta buồn vì chúng ta sinh ra đời này không gặp được Phật nữa, không thấy hình bóng của Như Lai nữa, không nghe được cái pháp âm của Như Lai hàng ngày dạy cho chư tăng, dạy cho Phật tử như cái thời mà Phật tại thế nữa. Chúng ta không thấy được cái bước đi, chúng ta không thấy được cái hành trạng của Như Lai, của chư thánh chúng nữa. Đó là một nỗi buồn. Cái thứ hai là vì chúng ta ân hận, đã sinh ra muộn màng. Và quý vị nên biết rằng á, trong cái tám nạn đó, chúng ta hay gọi là tam đồ bát gì, bát nạn đó, thì nó có một cái kiếp nạn gọi là sinh trước Phật và sinh sau Phật. Thì ở đây chúng ta sinh ra sau Phật cả mấy nghìn năm, ân hận. Tại sao một chúng sinh trôi lăn hoài mà không gặp được cái nơi nào để cho nó an ổn, nó bình an, để chúng ta tấp vào? Và cái điều nữa, cái tuần lễ Phật đản nó có những hoạt động sôi nổi, có những hoạt động để cúng dường, có những cái hoạt động mà để chúng ta tự soi, tự rọi, tự chiếu lại vô trong này, nó còn những cái gì ở trong này chưa được ổn định, chưa được an toàn, nó còn nhiều nguy hiểm là chúng ta phải sửa nó ở trong này. Còn những cái ngoài nó cũng quan trọng đó, nhưng mà không quan trọng bằng. Thành thử ra đó, đón một ngày lễ Phật đản, chú Phật tử nào, cô Phật tử nào, thiện nam nào, tín nữ nào, chư tăng nào, chư ni nào, vân vân, mà gọi là đệ tử Đức Như Lai đó, chúng ta mang một cái tâm trạng gì để chúng ta đón cái ngày này, là chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ của cái tâm trạng đó. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì chúng ta học rồi hàng giờ, hàng ngày chúng ta âm thầm suy nghĩ cái gì nhiều nhất là chúng ta đã vẽ một cái lối mòn để cho đời sau kiếp khác chúng ta đi về cái mà chúng ta đã âm thầm nghĩ nhiều nhất đó. Cái này quan trọng lắm nha. Một ngày mà chúng ta nghĩ về những cái gì nhiều nhất, suy tư về cái gì nhiều nhất, thì đó chính là cái lối mòn dẫn chúng ta mỗi ngày mỗi ít. Ngày này chúng ta cũng nghĩ về nó, ngày mai chúng ta cũng nghĩ về nó, mốt chúng ta cũng nghĩ về nó, tháng này cũng nghĩ về nó, tháng sau cũng nghĩ về nó. Thì đó là những cái nguyên nhân, cái phát tích, cái xuất phát để chúng ta có cái lối mòn. Cho nên là chúng ta đón mặc dù là một cái ngày trọng đại vô cùng, nhưng với một người có tu, có học thật sự đó, người ta đón cái ngày lễ nó khác với những người chỉ về chùa mà không có tu, không có học. Đại chúng mình có nghĩ đúng cái này không ạ? Đây nè, có một cái cô kia, cô đón một chiếc taxi, thì khi cô lên xe, cô ngồi thì mắt tài ở phía trước, cứ là chạy xe. Nhưng mà cô ở đằng sau đó, cô ở đằng sau, cô nhìn thật kỹ
Cô chồm tới, cô nhìn, nhìn gương mặt, nhìn cách nói năng, nhìn ánh mắt này kia các kiểu, cô nhìn rất là kỹ. Thì trong tâm cô không nói ra, nhưng mà trong tâm cô phát hiện cái người tài xế này là người yêu cũ của cô, người yêu cũ của cô, nhưng mà cô không nói ra. Thì đi khoảng một đoạn khá xa, cô mới nghĩ lại những cái ngày tháng mà hai người cùng quen biết nhau á, thì tự nhiên cô buộc miệng cô mới nói: anh à, anh có thể quay lại được không? Thì ông tài xế Grab ông mới kêu là chưa tới điểm đến mà, tại sao là quay lại? Đang đi lễ dở chưa tới cái điểm đến, quý vị đã từng đi taxi chưa? Ví dụ là chúng ta bắt Grab thì chúng ta hẹn từ điểm A đến điểm B, thì xe đang chạy. Thì cái cô đó cũng mới nói là: anh có thể quay lại được không? Mình có thể quay lại được không? Quý vị hiểu cái đoạn này không ạ? Tức là cái cách nói quay lại của cô này nó khác với cái suy nghĩ quay lại của bác tài. Chúng ta hiểu này không? Đâu ai hiểu giơ tay coi thứ nào. Đó, nghĩa là cô này cũng muốn quay lại với cái mối tình xưa với cái ông bác tài, mà ông bác tài thậm cứ nghĩ lại là quay lại đi, không đi nữa. Cái mẫu chuyện này nghe ra có bộ nó không dính dáng gì tới cái ngày này hết, nhưng mà thật ra đó, cái ngày Phật đản này nè, chúng ta mang một cái tâm trạng như thế nào, chúng ta suy nghĩ về Đức Như Lai, Đức Thế Tôn, Đức Điều Ngự, một bậc đạo sư như thế nào, thì cái hình ảnh của bậc đạo sư nó giống y hệt với suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ nhé, nếu một người mà chưa học Phật pháp sâu á, chúng ta chỉ nghĩ rằng là ngày này là cả nước từ Bắc vào Nam, nơi nơi xứ xứ chỗ nào cũng đón cái ngày Phật đản trọng đại long trọng rất là lớn, cả thành phố tỉnh huyện đồ gì nơi nào cũng tổ chức, thậm chí như chùa mình ở cái nơi hẻo lánh như thế này mà vẫn tổ chức được cái lễ Phật đản mà, thì là chúng ta người con Phật thôi chung tay góp sức để mà tạo nên một cái lễ nó mang cái sức ảnh hưởng không phải trong nước nữa mà nó là của quốc tế rồi, phải không ạ? Lễ Vesak là lễ của quốc tế rồi, chứ không còn gói gọn trong thôn, trong xóm, trong dân cư nữa. Đó là cái suy nghĩ thứ nhất. Cái tâm tư suy nghĩ thứ hai là cái ngày này nè, chúng ta cầu cái gì được cái đó, cái ngày Phật hoan hỷ mà, chúng ta xin cái gì được cái đó, chúng ta cầu cái gì được cái đó, thôi chúng ta về chùa chúng ta cầu đi, cho thằng con trai nó bớt quậy, cho đứa con gái nó có gia đình, cho cái thằng ba, thằng tư, cô năm, cô bảy gì của mình đó, nó làm ăn xuôi chèo mát mái, thuận buồm xuôi gió, có tiền có bạc. Đó là cách suy nghĩ thứ hai. Cách suy nghĩ thứ ba, mình chịu ơn Đức Phật nhiều rồi, nào là kinh, nào là kệ, nào là cái nghĩa tình của quý thầy đã dày công giảng dạy cho mình nhiều tháng, nhiều ngày. Đây là cái cơ hội để chúng ta tưởng nhớ, để chúng ta quay lại, chúng ta nhìn nhận, chúng ta thẩm thấu được thử bao nhiêu phần trăm mình học giỏi hay học dở, học hiểu nhiều hay hiểu ít. Có nghĩa là rất nhiều cái cung bậc cảm xúc suy nghĩ cho một cái ngày Phật đản, chúng ta hiểu không ạ? Cùng một cái hoạt động diễn ra, cùng một ngày lễ diễn ra, nhưng với một tâm trạng nào đón mừng lễ Phật đản, thì chính cái tâm trạng đó nó đun đẩy, nó xua đuổi con người mình đón Phật đản y như cái tâm trạng của chính chúng ta đang suy nghĩ. Một người á, thì một đằng á, thì nói: anh à, mình có thể quay lại được không? Tại vì mà suy nghĩ nhiều về cái mối tình trước, tại sao mình là phải buông tay, mình chủ động nói chia tay với ông này, trong khi ông này cũng tốt quá mà.
cho nên cảm thấy tiếc nuối, cho nên buộc nói ông kia là quay lại. Nhưng mà bất tài thì nghĩ khác, chưa đến cái điểm đến mà tại sao là quay lại đi nửa chừng mà. Thì ở đây chúng ta cũng vậy. Hồi nãy trong 16 phép quán niệm có một số cái chúng ta không biết có còn nhớ không. Ở đây là thầy đọc là mục đích ở dưới đó để chúng ta nghe, ngẫm, nghiệm, suy, tư nhiều về cái con đường thực tập của mình. Nó cái con đường thực tập nó dài lắm nha. Ở đây chắc chúng ta không thực tập đâu, bởi vì ngồi có 15-20 phút thôi mà chúng ta cứ nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, rồi cái tấm thảm cứ sột soạt, nó tạo nên những cái tiếng động. Thể bên ngoài mà nó động là do bên trong động. Chúng ta đừng có đổ thừa là cái người bên trái làm mình động tâm, người bên phải làm mình động tâm hay cái gì hết trơn á. Mà tại trong này nó quá nhiều sóng gió, nó quá nhiều bão tố, nó quá nhiều suy nghĩ. Thì hồi nãy trong 16 cái phép quán niệm đó, nó có một cái là tôi thở vào, tôi quán chiếu tính chất vô thường của vạn pháp. Tôi thở ra, tôi quán chiếu được cái tính chất vô thường của vạn pháp. Những cái này nó hay lắm, nó hay lắm. Thầy bảo đảm rằng là có thể là người ta cho mình 5 triệu, 10 triệu chúng ta mừng đó. Nhưng mà chúng ta không mừng ra bằng là chúng ta bắt được một cái pháp tu, chúng ta bắt được một cái phương pháp thực tập để chúng ta sửa đổi phiền não, nhiễm ô, khổ đau còn lắng động trong, trong đây nè. Nó chưa có được giải tỏa ra, nó chưa được thoát ra ngoài, thì cái đó nó còn quý hơn cái 5-10 triệu nữa cơ. Nhớ nha, Phật tử mình phải thấy cho được cái điều này. Ai mà cho mình 5 triệu, 10 triệu là cũng quý đó. Chúng ta chi tiêu, chúng ta lo thuốc men, bệnh tật, quý lắm. Nhưng mà với một người con Phật, với một cái tâm thế trong cái ngày Phật đản đây nè, mà ai chỉ cho mình một cái pháp tu, chỉ cho mình một cái sự thực tập để mình chuyển hóa tâm thức khổ đau thành một cái người mà tự do, an lạc, hạnh phúc đó, là cái chỗ này chúng ta thấy nó quý vô cùng tận. Thở vào từ quán chiếu tính chất vô thường, thở ra từ quán chiếu tính chất vô thường. Những cái lời mà thầy chia sẻ với đại chúng, thầy chỉ nói những cái gì mà nó thực tế nhất thôi, không sách vở nhiều đâu, mà chúng ta phải nên cố gắng lắng nghe. Không sách vở nhiều đâu, sách vở nhiều thành ra nó bị đùn, bị ứ đậm kiến thức. Mà kiến thức không dung thông, nhận thức không dung thông, thì trong lúc chúng ta thiền tập á, khó có gạt ra những cái phiền não nhiễm ô trong tâm thức lắm. Tâm thức càng đơn giản chừng nào, càng nhẹ nhàng chừng nào, thì khi chúng ta ngồi xuống chúng ta tọa thiền đó, là nó dễ hơn những người mà sống rườm rà rắc rối không đơn giản tí nào. Phải không ạ? Đơn giản là làm sao? Ví dụ nha, ví dụ thực tế nha, lễ hội đông người ra kẻ vào đông quá, cô nọ nào đó, anh nọ nào đó bèn lấy một đôi dép của tôi mang đi mất rồi, để lại cái đôi dép cũ. Để là đôi dép cũ mà tôi biết là bữa nay tôi đi là đón lễ Phật đản nè, cho nên hôm qua bán ăn lúa hay ăn lúa gì đó mua một đôi dép để hôm nay mang đi. Vậy cái là ăn cơm trưa xong cái xỏ đôi dép của tôi về mất, để là đôi dép cũ rít à. Nhưng mà với một người không tu á, với một người thiếu sự thực tập thiền quán đó, họ sẽ có suy nghĩ khác trong cái tình huống này. Nhưng đối với một người có tu tập, có suy nghĩ, họ sẽ có một cái hướng giải quyết trong tình huống này, hai cái khác nhau. Phải không ạ? À? Khác nha, cho nên cái lợi ích của sự nghe pháp nó cực kỳ cao. Thầy ví dụ thôi, với một người hiểu được Phật pháp, thực hành được Phật pháp, thiền quán tọa thiền được đó, là người ta có thể cúng một muỗng cơm, cúng một nhánh hoa, cúng một nải chuối thôi, nhưng mà cái ích lợi về sau nó sẽ cao hơn là cúng bạc tỷ để tạo tượng đúc chuông. Chúng ta hiểu này không? Cái bài trước chúng ta đã học trong kinh Trung Bộ rồi.
cũng ít thôi, nhưng mà gặp một cái thời kỳ của một vị tu sĩ đang trong cái giai đoạn là gì? Tu về cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ chẳng hạn. Thì cái nhân duyên của mình, cái quả của mình nó đã chín mùi đó. Khi chúng ta dâng một bát cơm, một miếng bánh, một tô mì, một tô cháo gì không cần biết, để cho cái vị mà đang tu tăng cấp độ đó vượt trên cái ngưỡng cửa gọi là thiền vô sắc giới đó, thì cái quả vị của chúng ta không tưởng đâu, không tưởng đâu. Cũng là hình thức cúng, nhưng mà với một người có cái nhân duyên tốt, có cái công đức tốt, có cái niềm tin bất động, có sự tu tập vững chãi, có sự thiền quán vững chãi, thì cái vấn đề chúng ta cho ra, chúng ta cúng ra, chúng ta làm, chúng ta hành động, cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của chúng ta, nó sẽ VIP hơn, nó sẽ VIP hơn những người mà không hề biết một cái gì hết. Chúng ta hiểu cái này không? Cái chuyên ngành của con trai mình đó là nó chuyên ngành về dầu mỏ. Chỉ cần ngồi trong bàn nói dầu mỏ là trúng tủ của ổng. Hiểu này không ạ? Trúng tủ. Còn chuyên ngành của nó là toán, là lý, là hóa. Khi ngồi một nhóm bạn mà cái gì mà nó đụng tới cái chuyên ngành của anh ta là toán, là lý, là hóa, là anh ta sổ cả tràng ra. Hiểu không ạ? Rồi cái chuyên ngành của người ta là văn học, là thơ ca, là thi phú. Là khi ngồi vào bàn mà đụng tới thi phú, rồi văn chương thơ ca này kia là trúng tủ anh chàng rồi. Thì ở đây cũng vậy. Nếu với một sự chuẩn bị, cho một cái tâm trạng chuẩn bị đón Đức Phật đản sinh ra đời, với một cái tâm trạng hân hoan, chào mừng, cung kính, lễ bái, vân vân, thì nó cái ngày này nè, với một cái tâm trạng đó để chúng ta đón mừng Đức Như Lai. Nhưng với một cái tâm trạng có tu có học một cách đàng hoàng nghiêm túc, tức là gì? Như hồi nãy mình nói trong phép quán niệm, quán chiếu cuộc đời là vô thường, không đáng để tham. Tham gì nhớ không? Tham cầu và vướng. Vướng gì? Vướng mắc. Thì cái tham cầu như thế nào và vướng mắc như thế nào mà chúng ta khổ? Quý vị nên nhớ một điều rằng đó, chúng ta sinh ra chào đời, ra khỏi bụng mẹ rồi á, miết tới giờ này nè, trong này có 50 tuổi, có năm mấy, có 60, 6 mấy, có 7 mấy, có 4 mấy, 3 mấy, 2 mấy, có hết, có hết. Nhưng mà chừng đó thời gian đó, chúng ta sử dụng tâm thức nào nhiều nhất? Có tham cầu nhiều không? Có vướng mắc nhiều không? Tại vì chúng ta càng tham, tham đắm, chúng ta càng cầu mong, thì những cái vướng mắc nó càng càng lớn, càng lớn. Tại sao vậy? Quý vị thử đi, lỡ mà mình làm rớt cái chùm chìa khóa xuống ở dưới giếng á, có thể là một chìa, có thể là hai chìa, tại vì mình nhà mình nhiều cửa lắm, cửa trong, cửa ngoài, cửa cổng, cửa ngõ. Lỡ mà chúng ta cúi xuống mà chúng ta múc nước dưới giếng mà nó rớt cái sâu chìa khóa đó, cái điều mà đặc biệt nhất á, mà mau lẹ nhất á, là chúng ta phải kiếm một cái cục 500, phải không? Phải không ạ? Cầu cục 500 đó thả xuống dưới, rồi bắt đầu thì chúng ta gì? Chúng ta mới rà. Chúng ta rà thì nó gì? Nó hút lên, phải không ạ? Có phải với không nè? Thì khi chúng ta kéo cái chùm chìa khóa đó lên đó, quý vị có thấy điều gì không ạ? Có thấy gì không? Tất nhiên là phải có chùm chìa khóa rồi, ra ngoài nó cũng lên thôi. Nhưng mà bên cạnh cái chìa khóa đó nó sẽ có kẽm gai, sắt, thép, liềm hư, dao hư, hay là đinh, hay là cái gì nó cũng kéo theo lên cùng với cái chìa khóa, phải vậy không? Đó là một bài học quý. Tâm thức của chúng ta nó dính chỗ nào là nó càng tăng trưởng, nó càng nhiều cái sự vướng mắc, nhiều cái sự dính dát vô đó, phải không ạ? Vướng mắc dính mắc chứ đâu có phải một thứ đâu. Thầy đưa một hình ảnh hết sức là sống động nha.
Không phải kéo một cái chùm chìa khóa lên không thôi, mà cái gì mà bằng sắt mà cục 500 nó hút được thì nó dính hút tất lên. Tâm thức của chúng ta cũng y như vậy luôn nha. Tiếp xúc với cô 5 thì chúng ta dính mát vào cô 5. Tiếp xúc với cô 4, cô 3, cô 2, cô 7, cô 9, cô 10, chúng ta đều dính hết. À, như vậy thì cái cơ hội để mà chúng ta ngồi lại tĩnh tâm đó là chúng ta gạt tất cả những cái tham cầu vướng mắc đó ra khỏi tâm thức, để cho chúng ta hòa nhập mình vào cái hơi thở, chỉ có biết mình và hơi thở là còn mạng sống, tắt hơi thở là vô gì? Vô hòm, không còn thở, nghĩa là chúng ta đã qua cái đời khác rồi. Cho nên thấy được hơi thở, nhìn nhận được hơi thở, sáng ra chúng ta ngủ một đêm sáng ra không cần làm gì nhiều nha. Đặt cái tay lên mũi, còn hít vào thở ra được là còn thêm một ngày sống trên trần gian này, phải không ạ? Sáng nào chúng ta cũng làm vậy hết. Rồi xếp bàn lại, đừng có nghĩ ăn sáng rồi uống cà phê hay làm gì hết trơn á. Trước khi mở mắt ra thức dậy đó, đặt cái tay lên, ô may quá, bạch đức Như Lai, con còn sống thêm một ngày nữa. Đừng có bạch thầy được vậy đó, thầy A thầy B vậy thôi á. Cứ sáng ra đặt cái tay lên, ô may mắn quá, con bạch đức Như Lai, con còn sống thêm được một ngày nữa. Rồi sáng mốt chúng ta cũng làm vậy, sáng kia chúng ta cũng làm vậy luôn nha. Rồi sau đó ngồi xếp bằng khoảng 5 phút thôi. Ai mà có thời gian nhiều thì càng lâu càng tốt, nhưng mà công việc đồng áng nhiều á, ngồi chút thôi. Ngồi tại cái chỗ mà chúng ta ngủ đó nghe, ngồi xếp bằng tưởng nhớ. Con tên Nguyễn Thị Cúc, pháp danh Trúc Bông, là bông cúc đó mà. Giờ này, phút này, con đang sống trọn vẹn cho hơi thở của con. Con đang sống trọn vẹn cho tâm thức bình an của con. Khi mặt trời vừa ló dạng, con thật sự hạnh phúc khi bên con có ai? Có ai? Dạ đúng rồi, cho tràng pháo tay. Chính xác. Khi bên con còn có Phật để làm gì? Để soi đường, để dẫn lối, để xui khiến con đi nẻo chân chánh. Mà đi nẻo chân chánh thì dứt khoát sẽ không đi vào cái đường ma lối hiểm rồi, phải không? Đó là cái ngày đầu, cái buổi sáng đầu ngày chúng ta làm vậy đó, làm như thế. Rồi thì chúng ta lại cái chỗ nằm của mình, ba lại, cảm ơn một đêm nó đã gì? Cái giường đó, một đêm nó đã giúp cho mình được ngon giấc, phải không ạ? Cái gì chúng ta cũng tri ân hết trơn á. Tri ân chỗ ngồi, tri ân chỗ nằm, tri ân cái chén, tri ân cái muỗng, tri ân cái rổ, tri ân cái gạo múc nước, vân vân, tất cả chúng ta đều phải tri ân. Nhớ nghe. Mặc dù nhà của tôi đó, tôi bỏ tiền ra tôi xây, tôi dựng, tôi làm lên đó, nhưng mà hả, cái chỗ ngủ của tôi, khi mà tôi rời xa chỗ ngủ tôi phải tri gì? Tri ân. Tri ân cái mền, tri ân cái gối. Không phải giỡn đâu. Người như thế đó, lâu ngày chày tháng, cái mối đạo, cái duyên đạo, cái mối đạo đó, chúng ta rất là gần với thánh quả. Rất gần với thánh quả. Còn người mà không biết tri ân đó mới sợ xa rời thánh quả. Còn mỗi chút chúng ta đều phải tri ân. Tri ân hết. Đó là cái thứ nhất. Và cái sâu sắc nhất là khi chúng ta lại cái chỗ nằm để chúng ta đi làm, để chúng ta đi ăn sáng, để chúng ta đi làm tới mọi việc khác đó, nó hay lắm. Hay lắm nghe. Đây. Khi mà chúng ta tắt hơi thở đó, là người thân, người thương của mình trong gia đình xúm lại bên cái giường mà chúng ta thường nằm đó ấy, thì ngay cái chỗ nằm của mình đó, nó đã nâng đỡ, nó đỡ chở che. Mặc dù nó không có cao sang lộng lẫy lắm, nhưng mà chúng ta gắn bó với nó bao nhiêu năm trời. Bây giờ xác thì nằm đây mà hồn thì không có, phải vậy không? Cho nên chúng ta thương, chúng ta tiếc cái người đó, tại sao không sống với tôi nữa mà tại sao phải chết đi. Cho nên chúng ta gì? Buồn, khóc, thương, cảm. Cho nên khi chúng ta còn sống đó, là chúng ta phải thấy được cái giây phút
ai rồi cũng sẽ qua cái đoạn đường đó hết á. Sư ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đông. Còn mình thì coi như là hả, mỗi ngày trôi qua chúng ta không biết trân quý cái cuộc sống này. Cuộc sống này nó đẹp vô cùng, phải nói rất đẹp. Tai chúng ta còn nghe gió thổi, tai chúng ta còn nghe hả chim hót, mắt chúng ta còn thấy trời xanh, thấy mây trắng, thấy những người thân thương trong gia đình của mình. Khi thấy được điều đó rồi thì hành động của chúng ta phát tiết ra, phát xuất ra cái lời ăn, tiếng nói, cách nhìn, cách nhận, cách thẩm thấu, cách suy nghĩ về người thân thương của mình. Tất tần tật mỗi thành viên trong gia đình là mỗi cục vàng của chúng ta hết. Chúng ta hiểu này. Đừng xỉa xối lẫn nhau, đừng kích bác lẫn nhau, đừng nặng lời lẫn nhau, mà phải luôn quan tâm, thương yêu, chia sẻ, đùm bọc. Vì ở ngoài kia, ở ngoài cộng đồng kia, tại sao mình không ưng ông nào mà ưng phải ưng ông này? Mình không sinh ra những đứa con khác mà tại sao phải sinh ra những đứa con này? Vì sao? Vì nó đủ nhân duyên với mình. Nghiệp mình tới đâu thì phải gặp cái ông đó tới đó. Hiểu không ạ? Gió tầng nào thì gặp gì? Gặp mây tầng đó. Nghiệp lực mình như thế nào cho nên mới đụng cái ông đó, rồi mới đẻ sinh, để sinh con đẻ cái ra nó như vậy, mặt mũi như vậy, dòng máu nó như vậy. Cho nên chúng ta phải bằng lòng với cái môi trường hiện tại chúng ta đang sống, đang có, thì người này mới biết được, nếm được cái hương vị của hạnh phúc. Còn ai ở trong một cái gia đình mà chúng ta không nếm được cái hương vị hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình thôi, chứ đừng nói chi hạnh phúc lớn lao để mà chúng ta đón ngày Phật đản sinh. Trong gia đình mình chúng ta không có hạnh phúc thì về chùa chúng ta cũng khó có hạnh phúc lắm đó. Ngược lại, về chùa không có hạnh phúc thì về nhà chúng ta cũng khó có hạnh phúc lắm đó. Có nghĩa là giữa nhà cư sĩ và mái ấm của nhà chùa nó có cái sự liên kết. Chúng ta còn vô minh, còn tham chấp. Hồi sáng chúng ta mới vừa tụng xong: chúng con cùng pháp giới chúng sinh, bởi thiếu duyên lành thải điều xa, xa đọa tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về tình ái si mê tù trong lục đạo, vân vân. Đó. Rồi thì sao? Nay nhờ Phật tổ gì? Năng nhân vũ lòng lân mẫn, không nỡ sinh linh thiếu phước, vân vân. Nó hay vô cùng. Nghĩa là, xin nhắc lại, ở nhà mình có hạnh phúc, về chùa có hạnh phúc, về chùa có an lạc, về nhà có an lạc. Nghĩa là hai cái môi trường mà chúng ta thường xuyên lui tới và sinh sống ở đó. Ít nhất ra mình phải Phật hóa gia đình. Nghĩa là sao? Ví dụ tôi mới tu ha, tôi mới tu thôi, là tôi có cái sự nhìn nhận, có sự suy nghĩ khác. Hôm nay mùng 1 rằm, để riêng chén bát cho mẹ, tụi bay bưng chén bát ra kia ăn. Ba tụi bay ta nói hoài ăn chay đi, không chịu. Cái son đậu hũ của mẹ kho sáng nay đó, không được đụng cái muỗng mặn, cái đũa mặn vô đó, để nguyên nó cho tao đó. Đụng vô là chết với tao. Đúng không à? Tu vậy đúng chưa? À, có một cái pháp gọi là trung đạo chúng ta học rồi, phải không ạ? À? Pháp trung đạo chúng ta học rồi. Môi trường nào mà chúng ta cảm thấy thoải mái là do tâm thức mình thoải mái nha. Có tin không? Tin không ạ? Chúng ta gần cái người nào mà chúng ta cảm thấy chúng ta thích thú, chúng ta thương mến, nó khỏe lắm. Còn người nào mà hả, mà chúng ta không ưa, chúng ta khó chịu đó, là chúng ta gần cái người đó chúng ta mệt mỏi lắm. Mệt mỏi lắm. Ngồi chút là cũng có chuyện nói à, cũng có cái chuyện gây à. Lạ vậy đó. Hay vậy đó, cái tâm thức mình độc lắm. Có nghĩa là nó không có an lạc, dứt khoát nó sẽ có khổ đau. Nhớ nha. Thấy không có an lạc là dứt khoát sẽ có khổ đau. Mình một ngày cứ hết an lạc tới khổ đau, hết khổ đau tới an lạc, thì cũng giai đoạn đầu cũng có tu chút đỉnh đó. Thì nghe thầy dạy, nghe thầy giảng rồi về cũng sửa đó. Rồi qua cái giai đoạn thứ hai nè. Thôi bữa trước ăn chay ăn đồ thôi, bữa nay bố con tụi bay ăn gì mà ta nấu. Giai đoạn thứ hai là thấy hơi dễ hơn chút rồi.
không còn cao cứu, không còn khó chịu, không còn nóng nảy nữa nha. Xin thưa quý vị đó, không phải ông chồng mình, không phải con mình nó không biết tu đâu, mà do mình là người thường xuyên về chùa mà mình không biết tu cho nên người ta họ không biết tu theo mình. Rồi từ đó họ mới có sự nhìn nhận, đánh giá cái quan điểm sai lệch về chùa chiền là do cái người đi chùa. Tại vì mình là người đi chùa thường xuyên, là cái người cầm cân nảy mực trong cái vấn đề gọi là sắp xếp gia đình, gia thất của mình nó ổn thỏa là do người đi chùa nè. Cái sức ảnh hưởng của mình nó sẽ có. Ví dụ hồi xưa chúng ta nói nhiều, nói bậy, nói bạ, nói bá trúng, bá trật, bạ đâu nói đó. Bây giờ chúng ta về chùa rồi, có chúng ta về nhà, cái là chúng ta không nói gì với chồng con mình nhiều lời nặng nề nữa hết, mà chúng ta cứ âm thầm sửa đổi mỗi ngày mỗi ít, thì con mình, cháu mình, nội mình, ngoại mình, chồng của mình, họ sẽ tự nhìn nhận và đánh gì? Đánh giá. Rồi họ âm thầm họ làm gì? Họ làm theo. Chứ chúng ta đừng có buộc, đừng có bắt họ làm theo, họ không làm đâu. Họ sẽ thấy cái điểm gì tích cực khi chúng ta tiếp xúc chùa chiền nhiều. Nó có nhiều cái tích cực, nó có nhiều cái điểm sáng, nó có nhiều cái mà để cho họ theo đó, thì họ mới theo. Cho nên có nhiều người về mừng lắm, cũng bạch sư phụ tự nhiên chồng con bữa nay có những cái thay đổi, con thấy hay lắm. Không ngờ luôn á. Ông thay đổi 360 độ này kia các kiểu. Mà chúng ta quên một điều rằng đó chính là công phu tu tập của mình hướng dẫn ổng có sự thay đổi đó nha. Tại vì khi duyên nó tới rồi đó là chúng ta đâu có biết, chúng ta không ngờ. Ông đó mà tu cái gì con nói hoài luôn, nhưng mà đến một lúc nào đó, đến một ngày nào đó ổng sẽ thay đổi cho mà coi. Tại vì cái tâm thức của người nam nó sẽ khác người nữ. Cho nên trong nhà Phật mình gọi là thiện nam, nhưng mà là tính gì? Tính nữ. Đa phần các bà, các cô, các mẹ, các chị đến với đạo là bằng niềm gì? Bằng niềm tin. Nhưng các ông đó đến với đạo bằng sự chân chánh. Thiện nam mà, thiện nam tử và thiện nữ gì? Thiện nữ nhân. Mình á, mình dễ tin nhưng mình cũng dễ bỏ. Phụ nữ đó dễ tin nhưng mà cũng dễ gì? Cũng dễ bỏ. Còn đàn ông mà khi họ đã tin rồi là họ rất khó gì? Họ khó bỏ. Thành thử ra đó, khi mà chúng ta có sự thay đổi tích cực, có nghĩa là quý vị đừng nói gì nhiều. Chúng ta đừng có nói tại sao tôi nói không chịu nghe, tại sao mẹ nói con không chịu nghe. Đừng làm vậy, tự nhiên gia đình nó xào xáo, nó rầy rà, nó không tốt. Chúng ta cứ âm thầm sửa đổi lỗi lầm, sửa đổi những cái vụn về, sửa đổi những cái mà khó ưa khó chịu của mình trước đi. Mình làm gương đi, thì những người ở nhà họ thấy, ồ tự nhiên mình lâu lâu cái mình lén mình nghe cha con nó ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau, tao thấy mẹ bay bữa nay bà khá lên đó nghe. Hồi xưa là bà dễ nổi nóng, bà dễ nổi sân, bà dễ quạo gọ, bà dễ căng thẳng, bà dễ bực bội. Mà từ khi nay ta để ý ta thấy mẹ tụi bay bây giờ đỡ hung rồi đó. Như vậy có nghĩa là cái sức ảnh hưởng của mình khi về chùa nó không uổng phí, nó không uổng phí. Còn cửa cái là rồi đó nha. Xin Phật nghỉ tu 5 phút. Mà 5 phút đâu có đủ cái gan của bà nha. Xin 10 phút cũng chưa đủ. Có đôi khi chửi luôn từ sáng đến chiều đó nha. Cái đó tu trật rồi, tu sai rồi. Cho nên cái mà sư phụ muốn nói bây giờ đó, có nghĩa là chúng ta đón ngày Phật đản là chúng ta phải buông bỏ. Tôi thở vào, tôi thấy được tính chất buông bỏ. Tôi thở ra, tôi thấy được tính chất của sự buông bỏ. Chỉ một sự buông bỏ thôi là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp, quý vị tin không? Chúng ta còn cầm, còn nắm, còn giữ, còn khư khư thì nó mệt mỏi lắm. Tình thương thì có thể giữ, nhưng cái nỗi hận, cái nỗi buồn á, thì không nên giữ. Thành thử ra đó, hồi nãy trong cái 10 phép, 16 phép quán niệm, nó có cái chữ gọi là vạn pháp. Ở đây chắc không biết ai, có vị nào hiểu được hai chữ này không ạ? Vạn pháp. Vạn pháp có nghĩa là mở mắt ra thấy pháp, nhắm mắt lại nghe được pháp, hửi được pháp, nếm được pháp, sờ được tất cả pháp. Có nghĩa là pháp là tất cả mọi vật, mọi sự hiện tượng.
mà chúng ta thấy, nghe, hửi, nếm, biết được, cảm nhận được thì gọi là Phật. Phật Pháp cũng là một Pháp. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc với tất cả các cái Pháp, hay gọi là trần cảnh bên ngoài đó nha, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc gì? Thân xúc chạm, cầm, nắm, là chúng ta đều biết. Trơn, láng, mịn, gai góc, nóng, lạnh, chúng ta rờ chúng ta biết hết nha. Nhưng mà cái gì mà nó làm cho tâm thức mình nhẹ nhàng, an ổn, hoan hỷ, vui tươi, an lạc thì mình nên tiếp tục. Còn cái nào mà cảm thấy nó bất ổn, nó nguy hiểm ở đây không phải là chết chóc gì hết á, nhưng mà nó làm cho mình xa gì? Xa đọa. Chữ xa là rớt xuống, chữ đọa là rơi xuống, là lọt xuống. Chữ xa đi đâu với chữ đọa cực kỳ hay. Họ gọi là chim xa đó, chim xa cá gì? Cá lạng. Thì chữ xa đó là nó rơi xuống, nó rớt xuống. Thì tâm thức mình mà nó làm cho mình càng đi xuống thì chúng ta ngưng lại. Có nghĩa là khi chúng ta thiền là chúng ta ngưng, chúng ta dừng lại tất cả mọi thứ. Cho nên trong cái bát thiền gọi là quán sổ gì? Quán sổ tức. Chữ tức đây có nghĩa là gì? Là hơi thở. Là hơi thở. Sổ tức là hơi thở. Mà khi quán cái hơi thở, khi chúng ta niệm về hơi thở, có nghĩa là mọi cái chúng ta đều dừng lại hết. Dừng những cái sự suy nghĩ về ăn, về uống, về làm lụng, về buôn bán, về tiền bạc, về con cái, tất cả mọi cái đó. Chúng ta sống trọn với mình trong giây phút của thiền định. Thì người này ít nhiều đi theo được cái lối mòn của Như Lai và của những bậc thánh chúng. Tại vì chúng ta mang danh nghĩa là con của Phật, thì chí ít ra phương pháp của Phật được 100%, thì mình đang lò mò đi theo con đường của Đức Như Lai. Nhưng mà đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi có thể đi chậm, đi lâu, nhưng mà tôi dặn với lòng là không được đứng lại, không được dừng lại. Và quyết định đó nó làm bệ phóng cho tôi tiến về phía trước của ánh sáng của chánh đạo. Kính chúc quý vị có một ngày Phật đản thật bình an.